Đúng một tuần kể từ ngày phát hiện 39 thi thể người nhập cư trái phép được tìm thấy ở Anh, cảnh sát Bỉ lại phát hiện thêm 12 người trong thùng container nhập cư trái phép và may mắn là 12 người này sức khỏe vẫn còn tốt. Lực lượng cảnh sát hôm 30 tháng 10 đã ập đến hiện trường ở bãi đổ xe bên ngoài thành phố Tunhau gần Antwerp sau khi nhận được cuộc gọi báo động từ tài xế, người tưởng mình đang chở trái cây và rau quả. Khi cảnh sát mở cửa thùng xe đông lạnh, những người bên trong họ vẫn còn sống. Họ gồm 11 người Syria và 1 người Sudan. Những người nhập cư trái phép này đã được đưa về văn phòng di trú của Antwerp cùng ngày. Phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát liên bang Bỉ cho biết, sáng ngày 30 tháng 10 giờ địa phương, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành kiểm tra container trên một chiếc xe tải được cho là chở rau và hoa quả. Đêm qua, chúng tôi nhận được một cuộc gọi từ tài xế xe tải gần thị trấn Altenhout, nghi ngờ rằng có người đang ở trong container đông lạnh của ông ấy. 12 người đàn ông đã được tìm thấy an toàn và có sức khỏe tốt, phát ngôn viên cảnh sát liên bang Bỉ Sarah Ferrerich cho biết. Vụ việc này xảy ra chỉ một tuần sau khi cảnh sát Anh bắt đầu mở cuộc điều tra quy mô lớn vụ 39 người tử nạn trong container đông lạnh tại vùng Essex. Chiếc container đã được vận chuyển tới Anh qua cảng Zeebrugge, Bỉ. Theo The Guardian, nhiều tài xế xe container đang ngày càng miễn cưỡng lái xe tới Anh vì có thể họ bị phạt đến 2.000 bảng Anh cho mỗi người nhập cư bị phát hiện di chuyển bất hợp pháp trên xe. Các tài xế lái xe tới Anh đang ngày càng phải đối mặt với sự nguy hiểm khi có người nhập cư trên xe. Người ta thường chọn trốn trong các xe tải chở đông lạnh bởi vì nghĩ rằng sẽ khó có cơ hội phát hiện ra. Các xe container cần được đổ tại nơi kín và an toàn với các camera và điểm nhập cảnh trên con đường tới Anh. Người đứng đầu Hiệp hội Vận tải Hàng hóa Đường Bộ Bỉ Febreta cho biết. Trước đó, trong một vụ việc khác, cảnh sát Bỉ hôm 28 tháng 10 đã bắt 28 người tại thành phố Antwerp gần như một phần của chiến dịch nhằm vào các băng đảng buôn người. Cụ thể, cảnh sát Bỉ đã bắt 27 người đàn ông và một người phụ nữ tới từ các nước châu Phi như là Eritrea, Sudan, Ethiopia. 11 người trong số đó khai rằng họ hiện dưới 18 tuổi. Những người này tới thủ đô Brussels, Bỉ và được cho là đang tìm cách sang Anh.